Dominique Pellicot, người đàn ông Pháp bị cáo buộc đánh thuốc mê vợ và rủ thêm hàng chục người đến cưỡng hiếp bà trong suốt 10 năm, đã thừa nhận mình là kẻ hiếp dâm. Ông cũng cầu xin gia đình tha thứ. Ông Pellicot lẽ ra đã phải ra tòa vào tuần trước trong vụ án gây chấn động nước Pháp, nhưng sự xuất hiện của ông đã bị hoãn lại do vấn đề sức khỏe. Ông phải chống gậy khi ra về. Theo các phóng viên Pháp, ông Pellicot nói, tôi thừa nhận toàn bộ các cáo buộc, rồi nói thêm rằng, tôi là kẻ hiếp dâm giống như tất cả những người khác trong căn phòng này. Vợ cũ của ông, bà Giselle Pellicot, cũng có mặt tại phiên tòa. Trong 50 năm, tôi đã sống với một kẻ mà tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng ông ta có thể làm ra những chuyện như vậy. Bị cáo Pellicot ban đầu bị bắt sau khi bị phát hiện quay phim dưới váy của một người phụ nữ. Ông bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh bao gồm hiếp dâm tập thể và nhiều hành vi xâm phạm quyền riêng tư khác bằng cách ghi lại, phát tán hình ảnh khiêu dâm. Các công tố viên cho biết bị cáo đã lên một trang web để mời chào các thành viên đến quan hệ tình dục với bà Giselle Pellicot rồi quay lại cảnh lạm dụng. Ngoài Dominique Pellicot, 50 người đàn ông khác tại thành phố Avignon ở phía nam nước Pháp, hiện ở độ tuổi từ 26 đến 73, cũng đang bị xét xử vì tội hiếp dâm. Một số bị cáo khác cho biết họ tin rằng bà Giselle Pellicot đã giả vờ ngủ và thực tế đã đồng ý quan hệ tình dục. Tuy nhiên, Dominique Pellicot đã phản đối lời khai đó tại tòa án vào ngày 17 tháng 9. Nếu bị kết tội, các bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Luật sư của bà Giselle Pellicot cho biết bà đã quyết tâm đòi xét xử công khai để vạch trần chồng cũ và những người đàn ông khác bị buộc tội cưỡng hiếp mình, đồng thời làm sáng tỏ hành vi bạo lực tình dục. Với nhiều người, bà đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống bạo lực tình dục ở Pháp. Trước đó, vào ngày 14 tháng 9, hàng trăm người, chủ yếu là phụ nữ, đã tập trung tại các thành phố trên khắp nước Pháp để thể hiện sự ủng hộ dành cho bà. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.